Xin kính chào quý vị bà con cô bác xa gần. Hôm nay xin mời quý vị bà con cô bác nghe bài viết của tác giả Kỵ binh Hà Mai Việt Mặt trận giới tuyến Địa đầu trực lửa xuân 1972 Bắc Việt tổng tấn công ba mặt trận Sơ lược tình hình vào đầu tháng 5 1965, Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson quyết định đổ quân vào Nam Việt Nam với mục đích giúp Việt Nam Cộng Hòa ngăn chặn làn sóng đỏ Cộng sản từ miền Bắc tràn xuống. Sau hơn 3 năm thực hiện chính sách chiến tranh hạn chế cho một cuộc chiến khác thường không quy ước tại Việt Nam, quân lực Hoa Kỳ đã bị tiêu hao nặng nề. Vì vậy mà tại Hoa Kỳ lọc dân phẫn nộ và đảng phái phân hóa. Nếu tình trạng quốc nội chống đối quốc ngoại chiến tranh còn kéo dài, Hoa Kỳ có thể suy yếu trầm trọng. Năm 1968 là năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ngày 31 tháng 3 năm 68, tổng thống Johnson tuyên bố ông sẽ không tái ứng cử hay chấp nhận đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Cũng trong dịp này, Tổng thống Johnson kêu gọi Bắc Việt hãy nghiêm chỉnh chấp thuận hòa đàm. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên Richard Nixon cho biết nếu trúng cử, ông sẽ tiến hành kế hoạch chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Nhờ vậy mà trong ngày bầu cử Tổng thống, mùng 5 tháng 11, 1968, dân chúng Hoa Kỳ đã dồn phiếu cho Nixon với hy vọng chính sách Hoa Kỳ sẽ được đổi mới nhằm bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ. Sau khi đắc cử, Tân Tổng thống Nixon đã bắt tay vào việc giải quyết cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam đã tiếp diễn trên 14 năm. Để thực hiện mục tiêu nói trên, Tổng thống Nixon chỉ định tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia, đặt trách hòa đàm với Cộng sản Bắc Việt nhằm thực hiện giải pháp hòa bình trong danh dự. Vào mùa hè năm 1969, cố vấn Kissinger bắt đầu sang Paris mật đàm với Lê Đức Thọ, đại diện Cộng sản Bắc Việt, thảo luận về phương thức chấm dứt chiến tranh mà vấn đề chính là cả Bắc Việt và Hoa Kỳ đều rút quân ra khỏi Nam Việt Nam. Mặt khác, để giữ thế quân bình giữa hai miền Nam Bắc, Tiến sĩ Kissinger yểm trợ chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon, hậu thuẫn leo thang chiến tranh, như cho phi cơ B-52 quanh tạc các căn cứ và mật khu cộng sản trên đất miên vào năm 1969, phối hợp với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, độc nhập và triệt hạ các căn cứ cộng sản tại Campuchia vào năm 1970 bởi các cuộc hành quân toàn thắng yểm trợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến chiếm Chepon tại Hạ Lào năm 1971 trong cuộc hành quân Lâm Sơn 719. Sau nhiều cuộc mật đàm, Hoa Kỳ đã thực hiện được 10 đợt trúc quân ra khỏi Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 1969 đến tháng 1 năm 1972. Tổng số thủy quân lục chiến và lục quân Hoa Kỳ trở về nước là 410.500 người. Số 112.000 quân nhân Hoa Kỳ còn lại được chia làm bốn đợt. Đợt cuối cùng dự trù hoàn tất vào tháng 11 năm 1972. Theo kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, mặc dầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập thêm một số đơn vị tân lập cho các quân binh chủng, nhưng cũng không đủ để điền khuyết vào chỗ trống do nửa triệu quân Hoa Kỳ bỏ lại. Thực sự thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa có khả năng để chiếm giữ tất cả những căn cứ chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ. Hoặc giả nếu có, chỉ là trải rộng những đơn vị hiện hữu. Hay sử dụng lực lượng trừ bị để bao biện, điển hình là tại vùng địa đầu giới tuyến quản trị do sư đoàn ba bộ binh tân lập trách nhiệm. Tóm lại, tính đến đầu năm 1972, Hoa Kỳ đã rút khỏi Nam Việt Nam gần nửa triệu quân. Đổi lại, sau khi Tổng thống Nixon cầm quyền, trong ba năm đầu của nhiệm kỳ một, tình hình tại Bắc Việt hoàn toàn yên tĩnh. Nhờ vậy mà Bắc Việt đã dồn mọi nỗ lực vào việc tiếp nhận chiến cụ viện trợ, tổ chức đơn vị và huấn luyện bộ túc. Các loại chiến cụ nặng như chiến xa T-54, T-59, Đại Bác 130 ly, Đại Bác phòng không 57 ly, Hòa Tiễn Sam, cũng như vũ khí cá nhân và cộng đồng đủ loại đã được Nga Xô so dồn dập viện trợ cho Bắc Việt từ năm 1970. Hệ thống đường tiếp vận và ống dẫn dầu từ Bắc vào Nam cũng được hoàn thành trong thời gian này. Có thể nói, trong hơn 20 năm chiến tranh, chưa bao giờ Bắc Việt lại được trang bị đầy đủ và hùng mạnh như vậy. Sau khi được Nga Xô so trang bị vũ khí tối tân, lợi dụng thời cơ vừa đánh vừa đàm lại nhằm lúc Hoa Kỳ đã rút về nước 80% quân số tham chiến tại Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt bất chấp dư luận quốc tế, cố tình vi phạm hiệp định Geneva và những điều khoản đã thỏa thuận tại Paris, nên vào tháng 3 năm 72, Bắc Việt tập trung toàn lực mở cuộc tổng tấn công ba mặt trận tại vùng 1, vùng 2 và vùng 3 chiến thuật với ý định chia cắt Việt Nam Cộng hòa làm đôi hầu chiếm đoạt toàn thể miền Nam khi tình thế cho phép. Tại cả ba mặt trận, về tương quan lực lượng, địch quân có quân số gấp 3 hai 4 lần so với quân bố phòng. Kể từ ngày Hiệp định Sơ phân chia lãnh thổ Việt Nam làm hai miền Nam Bắc, đây là lần đầu tiên Cộng sản Bắc Việt có đủ quân số và vũ khí để xâm nhập Việt Nam Cộng Hòa. Trong cùng một thời gian, vừa cầm chân các đại đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tại nơi này mà vẫn có thể tấn công mạnh vào những nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Về tương quan lực lượng tại cả ba mặt trận, vào thời điểm này, địch có quân số đông gấp 3 hay gấp 4 lần so với quân bố phòng. Cộng sản đặt tên cho cuộc xâm nhập này là chiến dịch Nguyễn Huệ. Đây là một chiến dịch quy mô và đẫm máu nhất kể từ Tết Mậu Thân năm 68 đột xuất vào giữa mùa xuân năm 1972, nhưng đã bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa chặn đứng. Tại địa đầu ngày 30 tháng 3 năm 1972, ba sư đoàn Bắc Việt có chiến xa dẫn đầu và pháo binh yểm trợ, vượt giới tuyến Bến Hải, xâm nhập vùng phi quân sự theo quốc lộ 1 tiến vào Quảng Trị. Một sư đoàn khác qua ngã Khe Xanh, tiến nhanh xuống thung lũng A Sao, Ba ngày sau, 2 tháng 4 năm 72, bốn sư đoàn Cộng sản cũng có chiến xa dẫn đầu và pháo binh yểm trợ. Từ vùng Lưỡi Câu, biên giới Việt Miên, tràn qua tiến chiếm quận Lộc Ninh, rồi theo quốc lộ 13, đổ xuống phía nam vây hãm thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long. Theo kế hoạch dự trù, nếu chiếm được An Lộc, lực lượng nói trên sẽ theo quốc lộ 13, tràn xuống Bình Dương, quy hiếp thủ đô Sài Gòn, gần một tuần sau ngày 8 tháng 4 năm 1972, hai sư đoàn Bắc Việt được một trung đoàn chiến xa và một trung đoàn pháo binh yểm trợ từ vùng ba biên giới xâm nhập Tây Nguyên, thanh toán các căn cứ hỏa lực nằm trên đường đỉnh mang tên Rocket Ridge, vây đánh Đắc Tô Hai và tràn ngập Tân Cảnh, sau đó theo quốc lộ 14 tiến đánh Công Tâm. Nếu đạt được thắng lợi, theo kế hoạch dự trù địch sẽ đổ xuống tấn công Pleiku. Trường hợp quân lực Việt Nam Cộng Hòa không ngăn chặn được, quân Bắc Việt sẽ theo quốc lộ 19 tràn về vùng Duyên Hải. Song song với diễn biến kể trên, tại Bình Định, một sư đoàn Bắc Việt khác đánh phá quận Hoài Ân và An Khê, với ý định cầm chân sư đoàn hai bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Chờ giao tiếp với cánh quân từ Tây Nguyên tràn xuống, nhằm chia cắt miền Nam làm hai phần bằng quốc lộ 19, chạy từ Pleiku xuống Quy Nhơn. Tại giới tuyến quản trị để đạt yếu tố bất ngờ vào trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972, một lực lượng hùng hậu do mặt trận B5 chỉ huy gồm sư đoàn 308 Bắc Việt, ba trung đoàn biệt lập và một trung đoàn đặc công thuộc B5 có chiến xa dẫn đầu bất thần vượt sông Bến Hải độc nhập vùng phi quân sự. Sư đoàn 304 Bắc Việt cũng tiến vào vòng đai căn cứ hỏa lực ở phía Tây Quảng Trị. Tất cả các đơn vị nói trên được yểm trợ bởi hai trung đoàn chiến xa, trang bị khoảng 400 chiến xa T-54 và T-59, một trung đoàn thủy xa PT-76 và ba trung đoàn pháo binh với đại bác 130 ly, hỏa tiễn 122 ly do Nga xô chế tạo. Quân số tham chiến của Cộng sản Bắc Việt trong giai đoạn đầu khoảng trên 30.000 người. Đằng sau lực lượng xung kích này gồm có hai sư đoàn 320 và 325 Cộng sản Bắc Việt. Quân số khoảng hơn 20.000 người nằm ở vòng ngoài trong thế trừ bị. Thêm vào đó sư đoàn 312B tại Lào cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng tham chiến. Ngoài lực lượng kể trên, Bắc Việt còn điều động sư đoàn 324B và hai trung đoàn biệt lập xuống thung lũng A sau, chờ dịp tiến vào cố đô Huế. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng phòng vệ giới tuyến trước khi bị tấn công gồm có sư đoàn ba bộ binh tân lập do chuẩn tướng Vũ Văn Gia chỉ huy, tướng Giai nguyên là tư lệnh phó sư đoàn một bộ binh, thiết đoàn 11 kỵ binh, nguyên thuộc lữ đoàn một kỵ binh, được sắp nhập vào sư đoàn ba bộ binh kể từ tháng 9 năm 71 do Trung tá Nguyễn Văn Tá chỉ huy. Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến do Trung tá Nguyễn Năng Bảo chỉ huy. Địa phương quân và nghĩa quân thuộc tiểu khu quản trị do Đại tá Phan Bá Hòa, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng quản trị chỉ huy. Riêng thiết đoàn 20 chiến xa M48 Tân Lập thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh do Trung tá Nguyễn Hữu Lý chỉ huy. Thiết đoàn 20 vừa hoàn tất chương trình huấn luyện ngày 28 tháng 3 năm 72, đang thao dược thì có lệnh tập trung tại Ái Tử. Sư đoàn 3 bộ binh vừa thành lập chưa đầy 6 tháng, gồm 2 trung đoàn 56 và 57 bộ binh tân lập và trung đoàn 2 bộ binh, thuộc sư đoàn 1 bộ binh chuyển qua. Binh sĩ thuộc sư đoàn này phần lớn là tân binh quân dịch, một số thuộc các đơn vị kỳ cựu, nhân vị thiếu kỷ luật nên bị thuyên chuyển ra vùng hỏa tuyến một số khác là đào binh vừa được ân xá để bổ sung cho các đơn vị tân lập mặc dù mới được thành lập nhưng sư đoàn ba bộ binh can đảm nhận lệnh trách nhiệm phòng ngự giới tuyến luôn luôn trực diện với quân đội miền bắc sư đoàn này đã phải trải rộng để chiếm đóng những căn cứ do hoa kỳ để lại ở phía nam sông bến hải vùng địa đầu mà trước đây hàng ngàn chiến sĩ thủy quân lục chiến hoa kỳ đã hy sinh tánh mạng để giữ vững vùng giới tuyến Việt Nam Cộng Hòa. Người ta cho rằng khi phối trí sư đoàn ba bộ binh, một đại đơn vị còn non yếu tại giới tuyến, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, không tin rằng Cộng sản Bắc Việt có thể thực hiện ý đồ điều động nỗ lực chính đánh xuyên qua vùng phi quân sự. Vì khi ước tính tình hình để phối trí lực lượng, các bộ tham mưu cao cấp cũng như ban cố vấn Hoa Kỳ tin rằng Hiệp định Chanel vẫn còn giá trị. Nếu bắt Việt xâm nhập quản trị, họ phải tôn trọng vụ phi quân sự và sẽ xuất phát từ hướng Tây bởi đường mòn Hồ Chí Minh. Vì vậy mà khi quân Bắc Việt tấn công qua Bến Hải, các cấp chỉ huy quân sự Nam Việt Nam đã ngỡ ngàng, không tin là chuyện có thật và cũng không kịp trở tay. Mở đầu cuộc tấn công ngày 30 tháng 3 năm 72, Cộng sản Bắc Việt tập trung pháo binh 130 ly và hỏa tiễn 122 ly, đồng loạt hỏa tập chính xác và liên tục vào các tiền đồng và căn cứ hỏa lực tại Bắc, Tây Bắc và Tây Quảng Trị. Do các đơn vị của Sư đoàn Ba Bộ Binh và Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến Trấn Đóng, đó là các tiền đồng A2 và A4, núi Bá Hổ, Sát, căn cứ hỏa lực C1 và C2, Kero và Mai Lộc căn cứ quân sự Đông Hà và Quảng Trị. Ngay trong ngày đầu, ba trung đoàn pháo của Cộng sản Bắc Việt đã dòng dập pháo kích hàng ngàn trái Đại bác và Hỏa Tiễn, liên tiếp từ sáng đến chiều, vào 10 trong số 15 căn cứ trọng yếu của Sư đoàn Ba Bộ Binh và Lữ đoàn Thủy quân Lục Chiến, nằm trải rác từ bờ Nam sông Bến Hải xuống tận khu vực phía tây sông Thạch hãn Trong khi đó về phía Việt Nam Cộng Hòa, Bộ tư lệnh hành quân không có đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu phản pháo cho tất cả mọi căn cứ, nhất là vào lúc này thời tiết rất xấu, hoạt động không yểm bị hạn chế và gián đoạn. Ngoài ra, một vài căn cứ yểm trợ hỏa lực trọng yếu trong vùng đã bị tê liệt ngay từ lúc đầu bởi nhiệt độ pháo kích liên hồi và chính xác của địch quân. Tổng thất đáng kể nhất là các trung đoàn 2 và 56 thuộc sư đoàn 3 bộ binh tại các căn cứ yểm trợ hỏa lực Cồn Thiên và Kero đã bị địch quân pháo kích dồn dập trong lúc các đơn vị này đang chuyển quân đại hoán đổi khu vực trách nhiệm. Trong một giờ đồng hồ đầu tiên, địch quân đã pháo trên 200 trái đại bác 130 ly vào căn cứ Kero. Ngay sau loạt pháo kích đầu, tất cả các trụ anten trên nóc hầm trong căn cứ đều bị phá hủy, khiến việc liên lạc truyền tin từ Bộ Chỉ huy Trung đoàn đến các đơn vị trực thuộc bị gián đoạn, tinh thần quân sĩ trú phòng bị ảnh hưởng nên suy yếu. Dẫn đầu bằng chiến xa và dưới hỏa lực yểm trợ hùng hậu của pháo binh 130 ly, bộ binh địch đã ồ ạt tiến sát vào phòng tuyến của các căn cứ A1, A2, A4 và Fuller, nằm về phía bắc và tây bắc quản trị, do sư đoàn 3 bộ binh đảm trách riêng căn cứ A2 đã bị bao vây từ lúc 12 giờ 15 phút ngày 30 tháng 3 năm 72. Đến nửa đêm thì các căn cứ còn lại cũng bị vây hãm. Theo nguyên trung tá Thuley, cố vấn sư đoàn thủy quân lục chiến thuật lại, thì lúc bấy giờ Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại nghĩ rằng Cộng sản Bắc Việt vượt vị tuyến 17, xâm nhập vùng phi quân sự chỉ có tính cách biểu dương luật lượng và vi phạm trắng trận hiệp định sơ neo năm mươi bốn mà thôi nếu bắt việc thật sự muốn đánh quản trị họ sẽ phải xâm nhập từ hướng tây trong khi đó tại phía tây quản trị các căn cứ tiền đồng sát và núi bá hổ do tiểu đoàn bốn thủy quân lục chiến trấn đóng cũng bị sư đoàn ba lẻ tám bắt Việt áp lực nặng nề rốt cuộc địch quân đã chiếm được căn cứ núi Bá Hổ vào lúc 21 giờ 40 ngày 31 tháng 3. Sau đó khoảng 6 tiếng đồng hồ, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến tại căn cứ sát cũng rút khỏi căn cứ này vào lúc 3 giờ 40 sáng ngày 1 tháng 4 năm 1972. Vào lúc hững sáng, sau khi pháo hàng trăm trái đại bác vào các căn cứ tiền đồng A1, A2, A4 và các căn cứ hỏa lực C1, C2 và Cairo. Bộ binh địch có chiến xa dẫn đầu đồng loạt đánh thẳng vào các nơi kể trên. Nhiều căn cứ đã bị tràn ngập ngay trong buổi sáng. Theo Đại tá trolley cố vấn Thủy quân lục chiến, sau là cố vấn sư đoàn ba bộ binh, thuộc lại trong The Easter Offensive, thì 36 giờ đồng hồ sau khi Cộng sản bắt việc tấn công vùng giới tuyến, ngay cả đại tướng Creighton Abrams, tư lệnh Mark vi tại Sài Gòn cũng không cho rằng đây là một cuộc xâm lược có tầm vóc lớn. Nhưng trên thực tế, tại giới tuyến, tính đến sáng ngày 2 tháng 4, các căn cứ A1, A2, A4, Fuller, Khe Gió, Núi Bá Hộ và Sát, căn cứ hỏa lực C1, cả thảy 8 căn cứ đã thực sự lọt vào tay cộng quân bị đánh bất ngờ sư đoàn ba bộ binh rối loạn hàng ngũ rút lui về hướng nam lập tuyến phòng thủ mới tuyến này chạy từ phía nam cửa việt dọc theo sông cam lộ tới căn cứ cam lộ rồi chạy vòng xuống hướng nam theo tỉnh lộ 558, đến căn cứ kero vào ngày 2 tháng 4, chuẩn tướng vũ văn giai đã nghĩ đến kế hoạch phản công để lấy lại do linh và cửa việt nhưng trung tướng nguyễn văn mạnh tham mưu trưởng liên quân tổng tham mưu cho biết việc phản công đã bị tổng thống và thủ tướng bác bỏ vậy tốt hơn hết là sư đoàn ba hãy giữ lấy phần đất còn lại trại kero lớn nhất trong vùng giới tuyến nguyên là một trong những căn cứ yểm trợ hỏa lực của thủy quân lục chiến hoa kỳ căn cứ này trấn đóng bởi bộ chỉ huy trung đoàn năm mươi sáu bộ binh với một tiểu đoàn bộ binh cơ hữu và năm pháo đội hỗn hợp tương đương với gần hai tiểu đoàn pháo binh hỏa lực yểm trợ được phối trí trong căn cứ gồm hai mươi hai khẩu đại bác đủ loại trong đó có bốn khẩu một trăm bảy mươi lăm ly có tầm bắn xa ba mươi hai cây số thống thuộc pháo binh quân đoàn một mười 10 khẩu một lẻ năm ly có tầm bắn xa mười một cây số thuộc tiểu đoàn pháo binh thủy quân lục chiến bốn khẩu 105 ly và bốn khẩu 155 ly, có tầm bắn xa 16 cây số, thống thuộc sư đoàn ba bộ binh. Ngay từ ngày đầu của trận chiến, quân Cộng sản Bắc Việt đã nhắm vào căn cứ Kero. Suốt hai ngày sau, địch quân siết chặt vòng vây, uy hiếp và dồn dập tấn công vào căn cứ này. Lực lượng phòng thủ đã chống trả mãnh liệt, kể cả việc hạ nòng đại bác một năm ly xuống để trực xạ vào địch quân đơn sinh không nghiệm cũng gặp trở ngại vì thời tiết xấu do đó quân trú phòng đã bị tổn thất nặng bởi hỏa pháo một trăm ba mươi ly và hỏa tiễn một trăm hai mươi hai ly của địch quân ào ạt phóng vào nhưng hôm trước tướng giai quyết tâm trấn giữ và đã ra lệnh cho trung tá phạm văn Lính, trung đoàn trưởng trung đoàn năm mươi sáu bộ binh phải cố thủ bằng mọi giá tưởng cũng nên nhắc lại rằng đại bác 130 ly do Nga xô so chế tạo có khả năng bắn chính xác vào các mục tiêu trong vòng 27 cây số, trội hơn hẳn đại bác 105 và 155 ly của Việt Nam Cộng hòa do Hoa Kỳ viện trợ. Hơn thế nữa, đại bác tầm xa của Cộng sản Bắc Việt thường đặt tại những vị trí ngoài tầm bắn của đại bác 105 hay 155 ly để tránh bị phản pháo. Cũng trong ngày 2 tháng 4, sau đợt tấn công quy mô lần thứ ba của Cộng sản Bắc Việt tiếp diễn, Trung tá đến, nhận thấy tình hình mỗi ngày một nguy kịch hơn, nhất là vào lúc Trung đoàn không còn khả năng để đương đầu với địch quân, lương thực đã cạn. Nên sau khi bàn thảo với các cấp chỉ huy trực thuộc, ông đã cho liên lạc với quân Cộng sản vào lúc 2 giờ 30 chiều bằng máy truyền tin PRC-25, đề nghị hưu chiến sau đó vào khoảng gần 3 giờ chiều. Trung tá đến thông báo cho Trung tá Bill Camper, cố vấn trưởng trung đoàn, về quyết định đầu hàng của ông. Nhưng ông yêu cầu Trung tá Camper đừng cho tướng Giai biết việc ông đã đầu hàng. Trung tá Bill Camper và Thiếu tá Joe Brown, cố vấn trung đoàn 56 bộ binh, đã khước từ việc đầu hàng. Sau đó hai ông thiêu hủy tài liệu mật, rồi cùng hai binh sĩ hiệu thánh viên Việt Nam Tìm đường đào thoát Khi chạy tới bờ rào để tìm đường về căn cứ Mai Lộc Toán cố vấn bị Cộng sản Bắc Việt bắn chặn Cả bốn người trở về căn cứ để liên lạc với cố vấn sư đoàn xin phương tiện thoát hiểm Trước khi quân Bắc Việt tiến vào căn cứ để tiếp thu trại Khe Hai cố vấn trung đoàn và khoảng 30 binh sĩ Việt Nam đào thoát Đã được một trực thăng CH-47 Trên đường tiếp tế đạn 105 ly cho căn cứ Mai Lộc ghé đón dưới làn đạn của vũ khí cá nhân từ dưới bắn lên. Hệ thống ống dẫn dầu bị trúng đạn, nhưng ngay sau đó, máy bay đã đáp được xuống quốc lộ 1 an toàn. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 4 năm 1972, khoảng 1.800 chiến sĩ trong căn cứ Cairo đã ra đầu hàng tập thể. Trong cuộc phỏng vấn chuẩn tướng Vũ Văn Giai hồi tháng 2 năm 2001, tướng Giai cho biết ngày 2 tháng 4 năm 72, ông phải vào Huế học với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại căn cứ Dạ Lê. Đến khi trở về thì ông được Đại tá Ngô Văn Trung, tư lệnh Phó Sư đoàn Ba Bộ Binh cho biết, Trung tá đến và tất cả quân nhân trong căn cứ Rô đã ra đầu hàng, nhưng ông vẫn không tin là chuyện có thật. Sau khi đầu hàng quân Bắc Việt, ngày hôm sau, 3 tháng 4 năm 72, Trung tá Phạm Văn Lính đã lên đài phát thanh Hà Nội, đọc bức tâm thư dài hai trang, kêu gọi các bạn đồng ngũ sớm trở về với mặt trận giải phóng miền Nam. Sau này, người ta được biết Cộng sản Bắc Việt đã thăng cho Trung tá Đính lên cấp bậc thượng tá. Phản ứng của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi Bắc Việt xâm nhập đã được Đại tá Phạm Văn Trung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến kể lại như sau. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 72, Lữ đoàn 369 được lệnh phải bổ sung quân số đạn dược lương thực, gấp trúc ngày đêm, chuẩn bị di chuyển hành quân bất cứ giờ nào. Khi gặp Đại tá Bùi Thái Lân, tư lệnh Phó Sư đoàn, chúng tôi được biết khái quát là trên vùng một chiến thuật, có khoảng năm sư đoàn Cộng sản Bắc Việt cùng xe tăng, đã vượt sông Bến Hải và từ phía tây vượt trường sơn tràn xuống tấn chiếm các căn cứ hỏa lực phòng thủ của chúng ta. Toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến được lệnh ra hành quân ngoài đó. Ý định của bộ tổng tham mưu đưa bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến ra vùng 1 để chỉ huy toàn bộ các lữ đoàn 147, 258 và 369. Vì sư đoàn ba bộ binh có nhiều tăng phái đã vượt quá khả năng điều khiển. Ngày 2 tháng 4, Bộ Tổng Tham mưu Không vận Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến, các đơn vị ểm trợ Sư đoàn và Lữ đoàn 369 Thủy quân Lục Chiến từ Sài Gòn ra Huế. Ngày 3 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến ra lệnh cho Lữ đoàn 369 trách nhiệm vùng Tây Nam Thị xã Quảng Trị thuộc quận Hải Lăng. Nhiệm vụ lùng diệt và ngăn chặn địch tấn công sườn trái của Sư đoàn Ba Bộ Binh không cho địch tràn xuống quốc lộ một trục tiếp vận chính từ huế đến các đơn vị đang hành quân phía bắc sông thạch hãn khoảng hai giờ chiều ngày ba tháng 4, hơn hai trăm chiếc xe vận tải và xe kéo pháo thuộc lữ đoàn ba trăm sáu chín đã vào vùng hành quân sau bốn ngày chống trả từ ba mươi tháng ba đến hai tháng tư sư đoàn ba bộ binh đã bị tổng thất nặng nề về nhân mạng cũng như đã bỏ lại nhiều chiến cụ khi rút lui nhưng tổng thất đáng kể nhất là số đại bác tăng phái và cơ hữu bỏ lại tại các căn cứ hỏa lực, kể cả trại Keelung, gồm có 36 khẩu 105 ly, 18 khẩu 155 ly và 4 khẩu 175 ly. Bài thứ nhất đến đây đã chấm dứt xin mời bà con mình nghe bài thứ hai.